Sáng ngày 23 tháng 10, Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội thông báo tìm người đến he salon mẹ ớt số 36A Trần Quang Diệu, quận Đống Đa từ ngày mùng 8 đến ngày 22 tháng 10. Theo đó, những người đến địa điểm trên tự cách ly, hạn chế tiếp xúc và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc trạm y tế phường Ô trợ Dừa, trung tâm y tế quận Đống Đa, CDC Hà Nội. Trước đó tại hair salon mẹ ớt đã phát hiện anh TVH 19 tuổi là nhân viên của cửa hàng có kết quả dương tính sát Covid 2. Ngày 22 tháng 10 anh có triệu chứng vào bệnh viện đa khoa Đống Đa làm test nhanh dương tính. Sau đó được lấy mẫu xét nghiệm PCR và khẳng định dương tính vào ngày 23 tháng 10. CDC Hà Nội đề nghị tất cả người dân trên địa bàn thành phố khi có một trong các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khiếu giác cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi cư trú được hướng dẫn và làm xét nghiệm sars cov 2 miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc covid-19. Theo giám đốc sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà, dù dịch covid-19 đã cơ bản được khống chế nhưng dự báo tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp. Thời gian qua trên địa bàn thành phố vẫn ghi nhận giải rác một số ca bệnh, ổ dịch tại cộng đồng không rõ nguồn lây do việc gỡ bỏ giãn cách, khôi phục các hoạt động xã hội, đặc biệt là nối lại giao thông với các tỉnh thành phố. Tỷ lệ tiêm mũi 2 vaccine COVID-19 tại Hà Nội và cả nước vẫn còn thấp. Tại công điện số 22 CDUDNG về việc triển khai các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ban hành, vào ngày 20 tháng 10, giao nhiệm vụ cho ngành y tế duy trì công tác xét nghiệm tầm soát các đối tượng khu vực có nguy cơ cao theo chỉ định của ngành. Trong đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Hà Nội chính thức công bố ghi nhận 4.147 ca COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.608 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 2.539 ca. Ngày 22 tháng 10, Hà Nội phát hiện 2 ca dương tính mới trong cộng đồng, chấm dứt chuỗi 13 ngày không ghi nhận ca COVID-19 cộng đồng đó là một nam nhân viên bệnh viện 108 và vợ ở quận Hoàng Mai. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 881.522 ca mắc COVID-19, đứng thứ 40 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi, với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ bình quân cứ 1 triệu người có 8.951 ca nhiễm. Chỉ riêng đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 876.788 ca, trong đó có 800.509 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh, có 1 trên 63 tỉnh thành. Đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước, đó là Bắc Cạn. Có 17 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Đó là Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Con Tum, Hưng Yên, Điện Biên, Thái Nguyên, Hòa Bình. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt này là thành phố Hồ Chí Minh 423.406, Bình Dương 227.799 ca, Đồng Nai 60.498 ca, Long An 34.071 ca, Tiền Giang 15.392 ca. Về tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19, theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 22 tháng 10 là 5.202 người, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 803.326 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.073 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ là 2.131 ca, thở oxy dòng cao HFNC là 430 ca, thở máy không xâm lấn 113 ca, thở máy xâm lấn 383 ca, ECMO 16 ca. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 71 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.543 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm bệnh. So với thế giới, tổng số ca tử vong của Việt Nam xếp thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong của Việt Nam xếp thứ 10 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình xét nghiệm, số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện được 21.459.257 mẫu cho 58.792.283 lượt người. Về tình hình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là 70.488.694 liều, trong đó tiêm một mũi là 50.334.724 liều, tiêm mũi 2 là 20.153.970 liều. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 452.057 trường hợp mắc COVID-19 và 7.017 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 243,6 triệu ca, trong đó trên 4,95 triệu người không qua khỏi. Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometer.info cập nhật đến 6 giờ sáng ngày 23 tháng 10 theo giờ Việt Nam, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu là 243.623.303 ca trong đó có 4.952.085 người tử vong. Các nước cũng ghi nhận trên 220 triệu bệnh nhân đã được điều trị khỏi. Số ca đang điều trị tích cực là trên 17 triệu ca và trên 76.000 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch. Ngày 22 tháng 10, thế giới có 129 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. 101 quốc gia vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì dịch bệnh. Xét theo khu vực, Mỹ Latin và Caribe hiện có hơn 1,5 triệu ca tử vong trong hơn 45,6 triệu ca mắc COVID-19. Châu Âu có hơn 71 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 1,3 triệu ca tử vong. Châu Á ghi nhận hơn 1,1 triệu ca tử vong trong hơn 78,4 triệu ca mắc. Bắc Mỹ có hơn 1,1 triệu ca tử vong trong hơn 54,1 triệu ca. Châu Phi ghi nhận hơn 216.400 ca tử vong, trong khi số người không qua khỏi ở châu Đại Dương là hơn 3.100 người. Vào ngày 22 tháng 10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, đảm bảo an toàn và hiệu quả khi sử dụng vaccine. Cụ thể, Ban chỉ đạo dự kiến có khoảng 780.000 trẻ từ 12 đến 17 tuổi cần tiêm vaccine. Thành phố sẽ tiêm trước cho trẻ từ 16 đến 17 tuổi. Theo đó, trẻ đi học sẽ được tiêm tại trường hoặc điểm tiêm được cơ sở giáo dục lựa chọn, đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng chống dịch. Trẻ không đi học sẽ được tiêm tại điểm tiêm chủng cố định hoặc lưu động do thành phố thủ đức và các quận huyện lựa chọn. Ngoài ra, trẻ có bệnh nền sẽ tiêm tại bệnh viện chuyên khoa nhi hoặc bệnh viện đa khoa có chuyên khoa nhi. Các trẻ đang điều trị nội trú tại các bệnh viện chuyên khoa nhi hoặc bệnh viện đa khoa có chuyên khoa nhi sẽ được lập danh sách để tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế, kể cả cư trú tại các tỉnh thành khác. Theo kế hoạch, thành phố ưu tiên tiêm trước cho trẻ từ 16 đến 17 tuổi và hạ dần độ tuổi theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch tại địa phương. Mũi 1 sẽ tiêm trong 5 ngày, thời gian bắt đầu ngay khi có hướng dẫn của Bộ Y tế và tiêm vét trong 2 ngày. Mũi 2 tiêm trong 7 ngày, sau khi đã đủ thời gian tiêm mũi 2. Vaccine tiêm là loại vaccine được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, tiêm hai liều mỗi người và tiêm cùng một loại vaccine. Ban chỉ đạo yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm giả soát, lập danh sách tiêm cho tất cả học sinh từ lớp 6 đến lớp 12. Sở Lao động Thương binh và Xã hội lập danh sách trẻ không đi học hoặc các học sinh đang học, đang nuôi dưỡng tại các trường trung tâm thuộc sở. Tính đến ngày 20 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh có 98,9% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vắc 92% người từ 65 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine. Đến ngày 22 tháng 10, Tỉnh Bình Dương đã tiêm gần 3,9 triệu liều trên 5 triệu 264 390 liều vaccine phòng COVID-19 được phân bổ. Trong đó, phần lớn người dân từ 18 tuổi trở lên đã tiêm một mũi và 50% người dân được tiêm hai mũi vaccine. Bình Dương đang tập trung bao phủ mũi 2 cho người dân từ 18 tuổi trở lên nhằm góp phần thúc đẩy phục hồi kinh tế xã hội từ nay đến cuối năm. Sở Y tế tỉnh Bình Dương yêu cầu từ nay trở đi, tại các điểm tiêm vaccine phải nhập liệu lên hệ thống, sau đó mới tiến hành tiêm trong thời gian 30 phút phải có thông tin kết quả lên hệ thống để người dân tiện theo dõi. Liên quan đến tiêm vaccine phòng COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương yêu cầu Sở Y tế xây dựng kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, tập trung bao phủ vaccine mũi 2 cho người dân trong tỉnh, đảm bảo khâu nhập liệu chính xác để thuận tiện việc quản lý. Tính từ đợt dịch thứ tư đến nay, tỉnh Bình Dương ghi nhận 227.328 ca mắc COVID-19, trong đó có 2.327 ca tử vong và đã có 227.369 bệnh nhân xuất viện về nhà hiện còn 9.096 bệnh nhân đang điều trị. Tại Nam Định, ổ dịch xã Yên Hồng, huyện Ý Yên đã ghi nhận tổng cộng 51 ca mắc COVID-19. Ngày 22 tháng 10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Nam Định cho biết, địa phương này ghi nhận 17 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, tất cả đều được phát hiện trong khu cách ly, phong tỏa liên quan ổ dịch tại xã Yên Hồng, huyện Ý Yên. Trước đó vào ngày 18 tháng 10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Nam Định ghi nhận chùm ca bệnh với 20 người dương tính với SARS-CoV-2, tất cả đều trú tại thôn Đằng Động, xã Yên Hồng, huyện Ý Yên. Ca mắc chỉ điểm của chùm ca lây nhiễm này là bà NTH được phát hiện mắc COVID-19 vào chiều ngày 17 tháng 10. Theo báo cáo từ CDC Nam Định, ca bệnh này không rõ nguồn lây do bà H đã không ra khỏi nhà, không đến vùng có dịch hay tiếp xúc với người từ vùng dịch về trong gần một tháng qua. Đến nay, ổ dịch tại xã Yên Hồng, huyện Ý Yên đã ghi nhận tổng cộng 51 ca mắc chỉ trong vòng 5 ngày. Trước tình hình đó, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, ban chỉ đạo đã chỉ đạo các cấp, ngành đặc biệt là huyện Ý Yên tập trung cao độ, chủ động, kịp thời thực hiện biện pháp phòng chống dịch, thần tốc truy vết, cách ly kịp thời F1, F2 và xác định rõ vùng nguy cơ rất cao, cao để khoanh vùng gọn nhất có thể.